Tập 1 Tech Farm là tựa game online có số lượng người chơi lớn nhất hiện nay và nhân vật chính của chúng ta tên Tomozaki là người chơi Tech Farm xếp hạng cao nhất Nhật Bản. Cậu đang đấu một trận với Nakamura thằng đứng đầu về ngoại hình, điểm số, thể thao cũng như hút gái tóm lại là hoàn hảo mọi mặt nhưng sau khi thua của cậu ta lại đổ tội cho nhân vật mình chọn quá tệ rồi chỉ cái game sắc rưỡi. Tomozaki đáp trả thua trận mà đổ lỗi cho trò chơi đúng là nỗi xấu hổ của game thủ. Cậu dám chắc có đổi nhân vật của hai đứa với nhau mình vẫn sẽ thắng vậy là nakamura quyết đấu thêm một trận nữa và quả nhiên vẫn thảm bại trước tomozaki quá bực bội cậu ta ra rủ hai cô bạn cùng lớp đi chơi họ vui vẻ trò chuyện tại quán nước rồi lại rủ thêm mấy đứa nữ đi karaoke trong khi tomozaki lại là người chẳng bao giờ nói chuyện với ai đối với cậu cuộc sống là một trò chơi rắc rưởi nên về đến nhà lại tiếp tục mở game ra chơi hôm nay còn đụng độ một người khác ngang cơ mình hắn đã nghiên cứu kỹ về tomozaki và còn tinh chỉnh để phản công cũng như kỹ năng né tránh rất cao siêu cái tên vô danh này chính là người xếp hạng thứ hai trên toàn đất nước Nhật Bản chỉ sau mỗi cậu. Chắc chắn hắn cũng đã luyện tập các combo rất nhiều nhưng cũng may người chiến thắng vẫn là Tomojaki. Mà bất chợt tên vô danh đó nhắn tin hỏi Han về chỗ cậu sống khi biết hai đứa sống cùng vùng với nhau hắn muốn một buổi gặp gỡ. Trên lớp học Tomojaki cũng chỉ toàn nằm im một chỗ không như gã Nakamura là trung tâm của mọi cuộc nói chuyện. Cô bạn này là Hinami Aoi học sinh giỏi nhất khối cũng như là nữ sinh có điểm số thể thao cao nhất, lại còn mang vẻ đẹp xinh xắn thanh khiết một cách hoàn hảo nên được cả nam và nữ yêu mến. Đang đi thơ thần trên hành lang thì giật mình được cô ấy gọi tên vì nghe tin cậu có đầu tách farm với Nakamura. Gã kể lại mình đã thua Tô rồi cay cú bỏ đi còn Hinami không quên chào bạn một cái rồi mới rời đi. Đã đến cuối tuần là buổi hẹn gặp gỡ giữa Tô và gã vô danh cậu khá ngạc nhiên khi biết hắn là con gái. Và còn choáng ngợp hơn nữa không ngờ đó chính là cô bạn Hinami học cùng lớp sau khi hỏi lại nhau cho chắc thì nhỏ ỉu xìu luôn. Tính cách của Hinami trên trường và bên ngoài khác hẳn nhau mà lỡ để cậu biết rồi nên cô cũng không giấu nữa. Hinami không chút kiêng để nói thẳng người mà mình rất tôn trọng lại là kẻ thất bại ngoài đời. Nhìn lại vào bộ dạng của cậu dày thì bẩn thỉu quần thì rách ông áo nhăm nhúng và cái đầu còn không thành trải. Nhỏ định bỏ về ngay nhưng Tomozaki đã lên tiếng một kẻ với chỉ số cao như cô thì hiểu gì về tôi. Được sinh ra từ vạch đích luôn sống rất phởn đời với kỹ năng giao tiếp tốt cậu không thể thắng được nhân vật hàng tốt như Hinami. Đối với Tomojaki cuộc sống là thứ game mất cân bằng rắc rưởi khi cố gắng hết mình cũng chẳng thể làm được gì. Việc cảm thấy cô độc trong lớp chẳng vui vẻ chút nào nhưng đó là cách sống gắn liền với cậu. Hinami đáp lời chẳng qua cậu chưa hề nếm trải cuộc sống của những người phởn đời như mình. Một khi hiểu được niềm vui của nó thì cậu chắc chắn thay đổi hẳn cách nhìn nhận. Chính Tomozaki mới là kẻ không nỗ lực hay hối lỗi mà chỉ biết đổ tội cho cái trò chơi này thì chẳng đủ tư cách làm game thủ. Nhưng nhân vật ngoài đời thực đâu thể thay đổi được. Tomozaki cho rằng nếu mình có gương mặt đẹp thông minh và giỏi thể thao như cô thì mọi thứ đã khác. Nghe xong câu này, Hinami lập tức dẫn cậu về nhà mình ngồi trong phòng con gái, thánh có hơi khó xử. Một cô gái bước vào phòng thì nghĩ đó là em gái hay chị gái cô ta nhưng không phải đây là Hinami lúc bỏ lớp trang điểm và đó cũng là một phần mà cô muốn cho cậu thấy chỉ cần cố một chút sẽ thay đổi được hình tượng. Nhưng Tomojaki cho rằng mình là con trai đâu thể trang điểm được. Hinami mới giải thích chỉ cần hai yếu tố quan trọng nhất là biểu cảm mặt và vóc dáng thì quá đủ để trở thành một người phờn đời. Tóm lại cô khẳng định không có chuyện sinh ra từ vạch đích mà cậu vẫn hoàn toàn có thể gia tăng độ tự tin cũng như kỹ năng giao tiếp bằng sự nỗ lực. Trước giờ Hinami luôn tôn trọng cậu trên game vì lúc nào cũng thua trận là đủ để biết cậu nỗ lực nhiều đến như nào. Nhưng trong cuộc sống Tomojaki chỉ là một kẻ thua cuộc bỏ chạy khi còn chưa thèm chiến đấu làm cô rất bực, tóm lại từ giờ Hinami sẽ dạy cậu luật lệ của trò chơi mang tên cuộc sống này. Nghe được những lời này Tomojaki đã biết nhận lỗi sai của bản thân và trước giờ cậu cũng luôn ngưỡng mộ cô vì sự cố gắng trong mỗi ván đấu. Rồi là câu hỏi quan trọng Hinami luôn coi cuộc đời là một trò chơi thần thánh nên cậu muốn biết nó thần thánh đến mức nào. Thầm nghĩ nhỏ sẽ nói đó là thứ đứng đầu của tất cả mọi loại game, nhưng thật bất ngờ khi đối với Hinami cuộc đời và game Tech Farm đều ngang hàng với nhau. Câu nói này thật sự làm Tomozaki xúc động khi cậu đã dành nửa cuộc đời để chơi thứ game ấy mà chả có ai xung quanh công nhận. Nhưng một người hiểu rõ về trò chơi cuộc đời như Hinami lại nói nó thú vị bằng với Tech Farm. Vậy là Tomozaki đã quyết định muốn thử sức với trò chơi thần thánh cuộc đời này, cũng giống như trong game thì bước một của ngoài đời là tạo nhân vật. Hai người ra quán ăn, chưa Hinami dạy về bài học, chỉ cần nhếch mép cười một cái là thay đổi được thần thái ngay. Từ giờ cậu sẽ luôn phải đeo khẩu trang và tập cười thật nhiều cho đến khi nó trở nên thật tự nhiên. Hinami cũng hẹn sẵn thời gian địa điểm gặp nhau để hàng tuần cô kiểm tra việc cậu tập luyện. Trở về nhà bắt đầu tập cười trước gương mà bị con em gái nhìn thấy nó chê gớm lúc nào cũng thấy xấu hổ về anh trai. Hôm sau đến với buổi dạy học về luật lệ cuộc đời của Hinami, cậu cần phải hoàn thành 3 mục tiêu từ nhỏ đến lớn. Mục tiêu nhỏ là cần trở nên sáng sủa hơn và ít nhất được ai đó công nhận đã có sự cải thiện. Mục tiêu vừa phải là trước khi lên năm ba phải kiếm được bạn gái làm thánh hết hồn luôn. Tóm lại, để đạt được những mục tiêu ấy, cậu phải hoàn thành các nhiệm vụ riêng lẻ hàng ngày. Nhiệm vụ hôm nay là nói chuyện với ít nhất ba bạn gái trong trường. Tập 2 Tại ngôi trường này, con gái có thể chọn đeo duy băng hoặc cà vạt. Nhưng có một luật bất thành văn là những cô gái không nổi trội không được đeo cà vạt và nhiệm vụ của cậu hôm nay là phải bắt chuyện với hai bạn nữ đeo cà vạt. Nghe theo gợi ý của Hinamito Mozaki liền quay sang hỏi bạn bên cạnh muốn xin tờ khăn giấy vì bị cảm. Nhưng cô ấy không có nên quay xuống xin mượn của bạn bàn dưới rồi chạy đi chơi mất tiêu luôn. Sau khi cảm ơn bạn cậu đã bỏ khẩu trang ra để xì mũi nhưng thánh quên mất một điều mình vẫn đang tập cười. Bị Fuka nhìn thấy cậu phải giải thích đang bị đau răng làm thế cho đỡ đau. Người đeo cà vạt thứ hai mà cậu cần bắt chuyện là Nanami cùng câu lạc bộ Điền Kinh với Hinami đồng thời cũng là một trung tâm khác của lớp. Hai người ngồi cạnh nhau trong giờ học ra tránh và Tomozaki còn chưa kịp bắt chuyện cô ấy đã lên tiếng trước, cậu cũng đáp lời và cô nói thêm một hai câu nữa để tiếp tục cuộc trò chuyện làm nhỏ cười phá lên vì Tomozaki nói chuyện như ông cụ non. Đúng lúc cô bạn thân Hanabi xuất hiện Nanami chạy vội ra ôm và khen bạn nhỏ xíu dễ thương, cô kể về Tomozaki nói chuyện như ông cụ ấy nhưng lại quên mất tiêu cậu ta vừa nói gì. Thế là nhỏ bạn thân bắt cậu kể lại thì đúng lúc đó nhóm của Nakamura xuất hiện Nanami lại nói với chúng nó luôn. Tomozaki đành kể lại một lượt cho năm đứa nghe nhưng ba cậu ta chả thấy buồn cười chỗ nào cả. Nanami trên mấy cậu chả có khiếu hài hước gì thì Nakamura liền đáp trả cậu mới là đứa kỳ lạ. Bốn đứa chúng nó no cứ cười đùa trêu chọc nhau thế nhưng không hiểu sao Hanabi chỉ đứng im lặng không nói gì. Ngay lúc đó Hinami xuất hiện về phe với cô bạn mình còn cả khịa Nakamura mới thua Tomozaki trong game tách farm, nhỏ còn lôi cái chuyện cậu ta mới bị một đàn chị lớp trên từ chối và diễn tả hành động giống hệt chị ấy làm cả lớp đều phải cười sằng sặc. Lúc này mới được thấy nụ cười của Hanami sau khi cậu ta rời đi cô mới cảm ơn Hinami vừa rồi rất ngầu. Nhỏ Nanami tinh nghịch liền chạy ra cắn tai sờ cổ Hanabi rồi còn cù vào bụng Hinami làm Tomojaki được một phen cháy mắt. Hinami tính hô nhỏ bạn luôn nhưng hóa ra đó chỉ là chiến thuật để đẩy Nanami ra. Tomojaki cũng cảm ơn bạn tới giúp thì Hinami đáp cậu hài hước về câu chuyện ba nãy có làm nhỏ thấy buồn cười mà Nanami yêu cầu từ giờ cậu phải gọi mình là Mimimi vì đó là cái biệt danh mà toàn bộ bạn bè đều gọi. Cuối giờ lại ra chỗ hẹn gặp nhau Hinami mới giải thích lý do mà ban nãy lại trêu Nakamura. Vì cậu ta vẫn còn cay cú Tô vụ thua game Tech Farm đã vậy còn là trung tâm của lớp nên có xích mích với cậu ta sẽ khiến cậu gặp rắc rối. Nên cách tốt nhất là phải biến nó no thành trò cười cho cả lớp ngay để kết thúc sự dây dứt của Nakamura trong một nốt nhạc. Tomozaki nhận thấy vừa nãy mình giao tiếp rất tệ nhưng Hinami nhận xét như vậy là ổn đối với người mới rồi. Nhưng điểm trừ rất lớn là cậu để lộ miệng cười lại còn xì mũi trước mặt bạn nữ như Fuka. Tomozaki còn thắc mắc về biểu cảm không vui của Hanabi thì Hinami giải thích bạn ấy không bao giờ hòa theo không khí chung với mọi người. Hay có thể nói là tính cách rất nghiêm túc không hợp với Nakamura nên lúc đó mới không hùa theo cậu ta chơi đùa Mimimi. Hôm sau là bài học về vóc dáng Tomozaki phải học cách đứng thẳng tắp cũng như việc dùng cơ bắp để giữ vững tư thế. Hôm nay Hinami sẽ về nhà cùng Mimimi và hai bạn nam nữa nên cậu phải tìm cách chen vào cuộc nói chuyện. Nghe hai đứa nó đang nói chuyện về tập cơ bắp toàn cơ thể Tomozaki liền hỏi thế có tập cơ mông không? Khiến chúng nó hết sức khó hiểu Hinami phải vội xen vào trợ giúp dạo này mình cũng đang tập cơ mông. Vậy là cuộc trò chuyện kết thúc xuân sẻ có lúc này cậu và Mimimi sẽ cùng nhau xuống nhà ga nên phải tìm cách bắt chuyện. Mimimi nói rất nhiều, Tomozaki cũng cô nói một vài câu để giữ cuộc trò chuyện. Bất ngờ nhỏ nhận xét cậu và Hinami có mối quan hệ khá mờ ám dạo này cứ thấy hai người nói chuyện với nhau. Tomozaki vội phủ nhận rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Mimimi còn thấy cậu giống với Hanabi ở điểm cô ấy rất chính trực sẽ không hùa theo ai, trong khi mình lúc nào cũng hùa theo mọi người hết chỉ vì muốn vui vẻ. Hôm sau kể lại buổi trò chuyện rất thành công, hôm qua Tomozaki thấy Mimimi là người luôn tràn đầy năng lượng. Hinami dạy thêm một kiến thức mới là bạn ấy chỉ giỏi trong khoản hùa theo mọi người. Còn giỏi về việc nói ra suy nghĩ bản thân lại là Hanabi và điểm này Tomozaki cũng rất ổn nữa. Còn một điều mà Tomozaki nhận ra nữa đó là Mimimi luôn sử dụng các từ ngữ để mở đầu câu chuyện và Hinami là người giữ vai trò mở rộng chủ đề. Đó cũng chính là bài học tiếp theo Tomozaki cần luyện tập tạo chủ đề hội thoại và mở rộng nó. Hinami đã làm sẵn cho cậu một tập ghi chú đầy đủ những chủ đề để có thể bắt chuyện với từng người cho phù hợp. Cô cũng đã ghi âm hết cuộc nói chuyện nãy giờ để cậu có thể nghe lại và trải nghiệm. Tập 3 Hinami hẹn gặp nhau vào ngày cuối tuần và vẻ ngoài của Tomozaki đã tiến bộ hơn hẳn so với lần trước. Mục tiêu hôm nay là tìm hiểu về thời trang vì là người mới nên cậu cứ bắt trước theo Manner Canh là đã bắt kịp xu thế rồi. Nhiệm vụ đơn giản là hỏi chủ tiệm cho mình mặc thử đồ của Manner Canh thôi Tomozaki cũng lúng túng nói lộn hết cả lên. Tiếp theo đi ăn chứ cậu nói hôm qua đã nghe lại đoạn hội thoại được ghi âm trước đó, mới thấy mình nói chuyện lúc nào cũng như lẩm bẩm. Hinami giải thích vì cậu không dùng nét mặt và cử chỉ để thể hiện cảm xúc, nên nhiệm vụ lúc này là cậu chỉ được tỏ ra các biểu cảm khác nhau trong khi nói chuyện với cô. Nhưng bất ngờ lúc đó hai người nhận ra nhân viên phục vụ của quán chính là cô bạn Fuka cùng lớp, chào hỏi nhau một vài câu rồi bạn rời đi. Vậy là Hinami đã chốt mục tiêu Fuka sẽ là nữ chính đầu tiên của Tomoyaki. Nhớ lại cái hôm cậu hỏi xin khăn giấy Hinami để ý cô ấy đã chuẩn bị sẵn trước cả khi được hỏi rồi. Chưa hết lúc nãy khi mang thức ăn ra bạn ấy cũng gọi tên Tomojaki đầu tiên mà không phải là một trung tâm của lớp như Hinami. Những điều đó đồng nghĩa với việc Fuka có hứng thu với cậu và lại cô ấy cũng dễ thương nên Hinami khuyên cậu cứ thích bạn ấy đi. Ăn trưa xong hai người đã tới tiệm làm tóc và có vẻ con em gái là đứa đầu tiên tạm chấp nhận sự thay đổi này nhiệm vụ nhỏ tiếp theo là phải nói chuyện với cô bạn izumi ngồi cạnh bàn hai lần một ngày thì cậu không đồng ý lắm vì rõ ràng mục tiêu làm bạn gái là fuka nên như vậy có hơi không được chân thành nhưng chưa phải mối quan hệ nghiêm túc thì chưa cần lo tomojaki đành nghe theo cơ mà chuyện này hơi khó nên hôm nay cậu đã thất bại chỉ bắt chuyện được có một lần những ngày sau đó tomojaki vẫn cố gắng không ngừng nhưng chưa lần nào thực sự ổn thỏa hết hinami đều phải đưa ra nhận xét Ngồi trong thư viện thư giãn đầu óc chút thì bất ngờ gặp fuka vì cô có biết cậu sẽ luôn đến đây vào những lúc đổi phòng do fuka cũng thường xuyên tới đây nên luôn thấy tomojaki mà cậu mày đọc sách trả để ý bao giờ nói thế chứ thánh có bao giờ đọc sách đâu toàn ngồi suy nghĩ chiến lược chơi tách farm fuka hỏi cậu thích đọc các tác phẩm của tác giả này nhỉ vì lúc nào cũng thấy nó trên bàn nhưng thật ra thánh chỉ lấy bữa cuốn gần nhất chứ biết cái mẹ gì đâu cô cũng rất thích tác giả này nên vui lắm liền bắt chuyện với cậu nói về một cuốn thì tomozaki cũng chỉ hùa hùa theo fuka có một bí mật mà chỉ muốn nói riêng với cậu đó là cô đang viết tiểu thuyết nên muốn cậu đọc thử và cho cảm nhận trước khi về còn sử dụng ngôn ngữ trong chuyện để chào mà rất may cậu kịp đọc một câu nên cũng đáp lại được nghe thật lại mọi chuyện hinami càng dám chắc hơn cô ấy đã có tình cảm với cậu tomozaki chưa từng đọc mấy cuốn sách đó nên lừa dối để mà hẹn hò với bạn ấy thì thật sự không được chân thành nhưng Hinami không quan tâm chân thành gì hết tóm lại phải có mối quan hệ với Fuka. Về nhiệm vụ tuần này là bắt chuyện với Izumi tưởng chừng đã thất bại nhưng cô lại nói cậu đã làm rất tốt nên thành công cho qua. Đến giờ về thấy cô ấy ngồi buồn một mình thầm nghĩ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi nên không cần thiết nữa. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bắt chuyện cơ mà ngôn từ kém quá lại lỡ nói nét mặt bạn trong tăm tối làm nhỏ cáo luôn. Định chuồn về cho lẹ thì Irumi mới lên tiếng xin được cậu dạy cho chơi tách farm. Tập 4 Nguyên nhân là do trước giờ cô luôn về chung với Nakamura, nhưng dạo gần đây cậu ta cứ mãi luyện chơi tách phàm sốt. Izumi xin chơi cùng thì bị chê là yếu làm cản trở nên cô đã tự mua một bàn để luyện. Bình thường hay chơi thân với nhau nên tưởng Nakamura thích mình, nhưng cậu ấy lại có thể nói ra những câu như im đi với đừng bám theo nữa thì Izumi mới muốn chơi giỏi hơn để làm thân lại. Thế là hai người qua nhà Izumi và Tomozaki hướng dẫn cho bạn từng bước chi tiết để cải thiện khả năng Cậu luôn đem theo một chiếc đồng hồ bấm giờ để luyện tập bằng cách ngày nào cũng luyện bấm thật nhiều với nó. Có như vậy sẽ làm chủ được những bước nhảy trong game đó là phương pháp tốt nhất để đạt kết quả. Cơ mà do nói chuyện với Hinami nhiều quá, Tomozaki đã bị nhiễm ngôn ngữ cơ thể từ bao giờ không hay. Cậu cũng ghi chú ra hết những lệnh để biết bấm nút nào cho ra chiêu và Izumi phải học thuộc toàn bộ chỗ này. Izumi bật cười vì Tomozaki lúc này khác bình thường trên lớp ghê, trong khi bản thân thì từ nhỏ tính cách đã như này nên giờ có muốn cũng chẳng thể thay đổi được. Nghe vậy Tomojaki bèn tâm sự về chuyện của bản thân lúc trước luôn coi cuộc đời là rác rưởi, nhưng gần đây có gặp một người đã giúp mình nghiêm túc hơn với cuộc đời và học được rất nhiều điều. Hôm sau trong khi vừa ngồi ăn trưa vừa kể về game với Hinami, cô đưa cho Tomojaki hai tấm vé xem phim để cậu có thể mời Fuka đi hẹn hò vào cuối tuần. Về nhà thì liên tục tự ghi âm giọng của bản thân để thay đổi tông giọng và biểu cảm cho đỡ cứng nhắc mà phải thật tự nhiên, sau đó tới thư viện Tomojaki đã thừa nhận với Fuka cậu chưa từng đọc những cuốn sách của tác giả kia bao giờ và giải thích rõ ràng. Nhưng Tomojaki vẫn muốn đến đây trò chuyện với nhau và sẽ thử đọc các tác phẩm ấy thì Fuka cũng vui vẻ chấp nhận. Vào cuối giờ học hôm đó, cậu đã bị Nakamura giữ lại để phục thù trận thua tách farm hôm nọ. Tomojaki nhận ra cậu ta có vẻ đang bực bội vì biết dạo gần đây mình hơi thân với Irumi. Đúng lúc nhỏ ghé qua thật còn đi cùng vài bạn nữ khác, mà chưa gì đã bị Nakamura mắng thì Izumi chỉ dám ngồi im lặng một chỗ xem trận đấu. Game đấu đầu tiên Tomozaki thắng rất dễ dàng làm mấy bạn nữ đều khá ngạc nhiên. Thế rồi trải qua hết ván này đến ván khác Nakamura không thể thắng nổi một lần cậu ta dường như đang rất điên tiết. Mấy bạn nữ kia thấy sợ tính chuồn đi nhưng Nakamura không cho đi đâu hết bắt phải xem nốt. Hinami cũng đã tới xem trong một căn phòng tràn ngập không khí căng thẳng. Mãi một hồi không thể chịu được nữa, Erika đã lên tiếng chê Nakamura thật tẩm lộng khi cứ nghiêm túc quá đáng vào thứ game này. Erika cũng là một thành viên của nhóm đeo cà vạt thuộc kiểu lãnh đạo giống Izumi. Vừa mới gần đây cô đã tỏ tình Nakamura nhưng bị từ chối nên cậu ta liền lôi chuyện này ra cả khịa. Thế là hai bên đấu võ mùng với nhau ác liệt làm hai cô bạn và hai cậu bạn đứng cạnh cũng phải thấy sợ. Erika thì không ngừng chế giễu chê bai Nakamura thậm tệ nhưng có vẻ còn chọc ngoáy cả vào game tách farm này đương nhiên bị sỉ nhục tựa game yêu thích khi đã đứng bật dậy đáp lại rất gắt gỏng đừng có tự tiện chơi bài nó khi chưa từng chơi qua đó là những hạng người cậu ghét nhất khi còn binh vực Nakamura vì biết cậu ta đã phải rất nỗ lực luyện tập kể từ khi thua mình dựa vào những đòn combo vừa rồi là đủ biết Nakamura đã tiến bộ như nào và ý chí muốn phục thù mãnh liệt chốt lại bằng câu ghét nhất những loại người không nỗ lực nhưng lại cười trên sự nỗ lực của người khác mà không biết nhục Thấy Irumi có vẻ đồng tình với những lời nghiêm túc vừa rồi của Tomozaki khiến Erika cả khịa bao che cho tên này cơ à. Irumi phải rút giày giải thích dạo gần đây cô cũng có chơi qua tự game này nên hiểu về những điều đó, cho đến khi Erika rời đi nhỏ mới dám ngồi phịch xuống đất phát khóc vì vừa rồi quá đáng sợ. Nakamura liền lại gần động viên bạn đã cố gắng quá sức rồi, vậy là tất cả mọi chuyện được êm xuôi theo một cách khác và mọi người bắt đầu rời đi. Ngày hôm sau Hinami thắc mắc sao cậu vẫn chưa dùng tấm vé mời Fuka đi xem phim. Tomoyaki liền lôi nó ra ngay lúc này muốn mời Hinami đi cùng cơ. Tập 5, vào kỳ nghỉ cuối tuần thay vì đi karaoke hay shopping như lũ phởn đời thì Tomojaki lại cắm mặt vào cày tách farm. Hôm qua sau khi đi xem phim với Hinami cô ấy đã dạy thêm một điều đi uống trà ngay lúc đó là cơ hội hoàn hảo nhất để tám chuyện. Cơ mà khi thảo luận về bộ phim cậu lại cứ đưa ra như đang thuyết trình chả có tí cảm xúc nào ngày đầu tuần đến trường đã có thể trò chuyện thoải mái với izumi nên tomozaki muốn chủ động hơn một chút đó là hỏi về chuyện sắp tới là sinh nhật nakamura nhưng có vẻ nói về chuyện này thì khá thiếu tế nhị và giờ ra chơi lại được một cậu bạn thân của nakamura tới bắt chuyện do lần trước thấy tomozaki tuyệt quá nên có hứng thú biết mọi người hay nghĩ nam chính là gớm ghiếc nhưng takahiro lại hoàn toàn đồng ý với những ý kiến tomozaki đã nói thậm chí còn thấy cảm động khi có thể vạch ra mà nói một cách rõ ràng như vậy nên từ giờ Takahiro muốn về phe Tomozaki. Cuối giờ Tomozaki đã kể lại chuyện được cậu bạn ấy rủ đi ăn nên tính rủ Hinami đi cùng, nhưng cô lại cho rằng nhân dịp này cậu nên mời một bạn nữ khác. Vậy là hôm sau cậu quyết định mời Irumi đi cùng cơ mà nhỏ không muốn kéo mọi người vào việc riêng của mình nên từ chối. Sau khi suy nghĩ miên man một hồi Tomozaki mới nảy ra ý tưởng nói mình muốn mua quà sinh nhật cho Nakamura nghe đến đây izumi bật dậy đồng ý ngay cô cũng đang muốn tặng quà cậu ấy đồng thời còn muốn hai người làm hòa với nhau nữa takahiro rất ngạc nhiên khi tomojaki lại có thể mời được cả izumi đi ăn mặc dù trước đây hoàn toàn là người hướng nội nhưng đến cả kiểu tóc cậu cũng đã thay đổi nhận ra gần đây tomojaki có hơi thân thiết với hinami khiến cậu ta có chút suy nghĩ gì đó cứ tưởng bị lộ đến nơi mà hóa ra thanh niên chỉ nghĩ bạn học được trong sách kỹ năng mềm thôi Tối đó còn được Hinami mời tham gia nhóm đi ăn làm thánh của chúng ta lúng túng không biết phải làm gì. Mãi mới dám ấn đồng ý tham gia liền được mấy bạn chào đón. Ngày đó đã tới Tomozaki hồi hộp khi sắp được đi chung với hội những người phần đời. Takahiro đã tới còn trêu chọc Izumi đi muộn bắt phải mua kem mà nhỏ cũng tính làm thật. Hinami mới giải thích cậu ta chỉ nói đùa thôi làm Izumi ngơ ngác một hồi. Bốn người bắt đầu đi mua quà Izumi muốn xin ý kiến Tomozaki món nào sẽ hợp để tặng cho Nakamura. Quay ra còn thấy Hinami và Takahiro trò chuyện rất thân thiết nhỏ mới kể giữa hai người bọn họ có tin đồn đang hẹn hò. Nhiệm vụ hôm nay của Tomozaki là phải đề xuất ý kiến thành công ít nhất hai lần đó là luyện tập để dẫn dắt nhóm. Lúc này Irumi vẫn còn loay hoay chưa biết nên tặng Nakamura món gì và đoán chắc Tomozaki cũng chẳng biết gì về cậu ấy đâu. Nhân cơ hội này cậu liền đáp Nakamura mà mình biết là một người vừa đẹp trai mạnh mẽ thích tách pham và có kiểu tóc rất phởn đời. Ngay lập tức Izumi nghĩ tới keo vuốt tóc. Tomojaki chưa kịp nghĩ ra tiếp theo nên đề xuất ý kiến gì thì đã bị Takahiro vội cướp lời. Cậu ta vô cùng am hiểu về chất tóc cũng như các loại keo sáp nên dẫn tới chỗ mua. Còn lấy luôn Tomojaki làm mẫu vớt thử, tự ngắm nhìn bản thân trong gương nam chính của chúng ta càng thêm quyết tâm cố gắng thay đổi hơn. Tiếp đó, Takahiro dù cả nhóm cùng đi ăn chưa đặc biệt là món pizza phô mai vì cậu ta biết Hinami rất ghiền phô mai. Chuyện này thực sự làm Tomojaki ngạc nhiên đã vậy đến khi ra về hai người họ cũng đi cùng nhau. Hôm sau bị Hinami trách mắng vì chuyến đi ấy cậu chưa hoàn thành được nhiệm vụ đưa ra hai lần đề xuất. Nhưng lúc này trong đầu nam chính chỉ mải nghĩ đến cái lời đồn Hinami và Takahiro đang hẹn hò. Ngay sau đó lại nghe một bài giảng giải của cô về việc đưa ra đề xuất không nhất thiết phải hoàn hảo. Kể cả nó có tệ cũng được nhưng quan trọng là khả năng diễn thuyết để thuyết phục được người ta nghĩ nó hay. Trên lớp bắt đầu nhận đơn ứng cử vào hội học sinh và Hinami nhanh nhẩu giơ tay đầu tiên. Người thứ hai là Mimimi muốn quyết đấu với nhau một trận. Tập 6 trong lúc ứng cử hội học sinh hai người tạm thời sẽ không được gặp nhau vào cuối giờ như hiện nay nữa, và Hinami muốn Tomozaki trở thành quản lý chiến dịch cho Mimimi tức người hỗ trợ, cậu tự nhận thấy bản thân không đủ khả năng hỗ trợ bạn ấy và sợ vì mình sẽ khiến bạn thua ứng cử. Hinami rất thích Mimimi và ngưỡng mộ cô ấy ở nhiều điểm, nhưng dù cho có như nào cô ấy cũng không thể thắng được mình và không liên quan đến ai là người quản lý hết. Trong lúc đang chưa biết phải xin làm quản lý như nào thì giật mình đụng độ luôn, mà nhỏ vẫn tính cách hay cười vui vẻ như mọi ngày còn chưa cậu định tỏ tình à. Tomozaki đã mở lời xin làm quản lý chiến dịch bầu cử cho bạn nhưng rất tiếc bị từ chối ngay vì lý do cậu không đáng tin cậy lắm. Và thư viện ngồi trầm tư suy nghĩ về chuyện bầu cử và Fuka cũng đang khá thắc mắc. Về việc Mimi Mimi lại nghiêm túc tham gia cuộc bầu cử hội học sinh này không lẽ muốn thay đổi bản thân. Tomozaki thắc mắc Fuka cũng muốn thay đổi bản thân à làm nhỏ giật mình xấu hổ nói là bí mật. Tomozaki vẫn chưa hiểu lắm, một người nổi tiếng trong lớp và còn là trung tâm bàn tán như Mimimi thì còn muốn thay đổi gì nữa? Hôm sau đến trường thấy cô ấy đã nhờ được một đàn em lớp dưới cùng câu lạc bộ làm quản lý chiến dịch. Còn về phía Hinami thì quản lý là Takahiro, cậu ta rất giỏi trong việc thuyết phục. Ngạc nhiên nhất là Hinami còn biết rõ từng người trong câu lạc bộ nào nên rất dễ lấy lòng họ bỏ phiếu cho mình. Quả thật hai bên trái ngược nhau hoàn toàn, Mimimi không thể đánh bại cô ấy. Sau đó Mimimi đã đưa cho cậu xem thử tờ lời hứa ứng cử của mình và có vẻ khá ung dung tự đắc. Nhưng Tomojaki nhận thấy bố cục hơi có vấn đề nên đã sửa lại giúp bạn nó dễ đọc hơn rất nhiều. Cậu còn chỉ ra rất chi tiết khiến Mimimi thay đổi quyết định lại muốn tuyển cậu làm quản lý. Dù sao thì bé lớp dưới kia cũng chỉ giúp được một phần vì còn vướng lịch học và câu lạc bộ. Mà cô còn thắc mắc sao bạn lại muốn giúp mình Tomojaki đáp vì muốn một lần thử đánh bại Hinami nhìn kiểu gì cũng thấy cô ấy quá mạnh mà đối với cậu càng gặp đối thủ mạnh trong game càng thích đó cũng chính là lý do mà mimimi tham gia ứng cử sự thật là sáng nay cô vẫn còn nghĩ sẽ thua tuyệt đối nhưng lúc này tomozaki đã nghĩ ra một ý tưởng hay ho cậu sẽ bổ sung thêm mấy điều mà học sinh muốn vào tờ rơi bắt đầu đi chút phiếu bầu cậu ghé qua câu lạc bộ thể thao vì có nhiều học sinh ở đây biết mặt cô mà vừa tới nơi Mimimi đã vội chạy lại xoa đầu cô bạn Hanabi bé xíu dễ thương rồi còn chui vào bụng hít thở mùi và liếm rốn như thật. Cô đã kể với một đàn chị về việc tranh cử của mình nếu chúng cử sẽ đầu tư một chiếc máy bơm bóng bằng điện không chỉ câu lạc bộ bóng truyền mà cả bóng rổ cũng xài chung được. Mấy đàn em thân thiết cũng sẽ ủng hộ bỏ phiếu cho Mimimi chiều tối hai đứa ra công viên nghỉ ngơi tô mua ra khi thắc mắc món này là gì nhỏ đáp thầy dễ thương quá nên mua luôn. Mà còn điều nữa cậu muốn biết đó là tại sao Mimimi lại muốn thắng Hinami đến vậy. Cô mới thử hỏi một câu về ngọn núi cao nhất Nhật Bản thì cậu đáp được ngay nhưng đến ngọn núi cao thứ hai lại lúng túng. Tiếp đến là Tổng thống Mỹ đầu tiên Tomojaki cũng trả lời được nhưng Tổng thống thứ hai cậu lại chịu. Cho đến câu hỏi cuối người đứng đầu trong bài kiểm tra thể thao tháng 5 thì biết ngay là Hinami. Nhưng người đứng thứ hai Tomojaki lại hoàn toàn không biết qua đó có thể thấy số một luôn nổi tiếng nhất nhưng số 2 thì không hề. Và đáp án chính là Mimimi mi, mi, kể cả trong học tập cô cũng từng đứng hạng 2 suốt nhưng gần đây mới thụt xuống hạng 3. Văn võ xong toàn ấy vậy mà chẳng một ai biết tới đó là lý do cô muốn chiến thắng. Ngày hôm sau tới câu lạc bộ bóng truyền có điều cậu muốn Hanabi giúp đỡ cho chiến dịch của Mimimi. Đó là đi vòng quanh khắp phòng câu lạc bộ thử mở bản nhạc và nhờ bạn nghe giúp đặt ở đâu thì tiếng phát ra rõ nhất. Hanabi còn nhắc Tomozaki đừng cố quá sức sẽ chỉ khiến Mimimi càng cố quá theo thôi. Hanabi biết cô ấy lúc nào cũng nói ổn nhưng chỉ toàn cố quá. Và cái ý kiến mà Tomozaki đưa cho bạn để làm lời hứa bầu cử đó là lắp điều hòa ở mọi phòng học khi chúng cử. Chắc chắn điều này sẽ dụ được rất nhiều em học sinh năm nhất mới vào trường còn ngây thơ. Cậu cũng đã hoàn thành xong bài phát biểu tranh cử cho bạn. Tập 7 Sau khi kết thúc bài phát biểu từ người hỗ trợ chiến dịch là Takahiro giờ đến lượt ứng viên tranh cử Hinami bước lên bục. Tomozaki vẫn còn đang tự tin vào kế hoạch của mình nhưng cậu phải choáng ngợp trước những gì cô ấy nói. Không chỉ máy bơm bằng điện mà Hinami còn hứa sẽ xử lý hết các bất mãn của học sinh và đưa ra dẫn chứng vô cùng thuyết phục. Thay vì chỉ gắn máy lạnh cho học sinh năm nhất thì cô táo bạo quyết định lắp cho tất cả các lớp luôn. Chắc chắn điều này sẽ gây tranh cãi vì những học sinh từ năm 2 trở lên đều biết nó qua khó thực hiện. Nhưng Hinami đã lường trước mọi thứ và có thể gây ảnh hưởng bằng khả năng thuyết phục tài bà. Cuối cùng cũng đến lượt tranh cử của Mimimi, trong khi cô đứng phát biểu thì Tomojaki leo lên trên cao bật to hết cỡ tiếng điện thoại. Để giả như đây là một cuộc trò chuyện đầy hài hước giữa ứng viên tranh cử và một trợ lý ảo thông qua điện thoại, khiến bài phát biểu của cô tràn ngập tiếng cười và vỗ tay của khán giả. Hai bên đều đã làm hết sức mình giờ chỉ việc chờ đến ngày có kết quả. Nhưng kết cục vẫn như dự kiến ban đầu, bên phe Hinami thắng đậm bỏ Samimi mi rất nhiều phiếu bầu. Dù thua nhưng hai người vẫn phải vui vẻ chấp nhận vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó. Đến với cuộc trò chuyện cùng Hinami, cô bật cười vì cái ý tưởng mà cậu nghĩ ra cho Mimi nó thật sự thú vị. Còn nhiệm vụ hôm nay là phải mời Fuka đi xem bộ phim của tác giả yêu thích của cô ấy. Lung túng mãi một hồi Tomoyaki mới dám nói bóng gió ra hai người mặt đều hơi ửng đỏ và khi cậu vừa ngỏ lời rủ đi chung cái Fuka đồng ý ngay. Kể từ đó cậu càng phải đọc nhiều sách của tác giả này hơn để còn có chủ đề trò chuyện nhưng công nhận sách này thật sự thú vị. Đến giờ đóng cửa thư viện tình cờ thấy Hanabi đang đứng nhìn về phía cửa sổ theo dõi cuộc chạy đua của Hinami và Mimimi. Hanabi chẳng muốn người bạn của mình đấu với Hinami chút nào vì đâu thể thắng nổi cô ấy mà chỉ tổ tốn sức hôm sau Hinami mới kể lại trước giờ chỉ có cô là người ở lại luyện tập lâu nhất vậy mà chiều qua Mimimi vẫn dáng ở lại luyện tập theo sáng nay cô ấy còn tới sớm hơn cả mình nữa khác hẳn bình thường tomojaki thử đi hỏi han thì cô đang muốn lấy lại mọi thứ sau kỳ thua bầu cử thấy nhỏ còn vui cười như vậy cậu cũng rất ủng hộ chiều tối hôm nay lại tiếp tục lặp lại việc đó lần nữa Hanabi tâm sự bản thân vốn không giỏi kết bạn nên chẳng nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng tự nhiên vào hồi kỳ 2 năm nhất cô ấy lại gần bắt chuyện tự tiện chọc vào má người ta, rồi nhờ sự ngốc nghếch đó của Mimimi mà Hanabi mới dần dần kết thêm được nhiều bạn hơn và thân với cô ấy như hiện nay. Hồi đó Hinami học khác lớp, có lần cô ấy nói Mimimi đến tìm mình để xin lời khuyên bắt chuyện với một bạn không hòa đồng trong lớp, Mimimi cho rằng bạn ấy không phải không muốn hòa đồng chẳng qua là không đủ dũng khí thôi bản thân cô thì từng không muốn liên quan đến ai cả do sợ hãi mà cứ né tránh nhưng thật sự không phải không muốn kết bạn nghe theo lời khuyên mỗi ngày hãy đến bắt chuyện một ít của Hinami nên ngày nào Mimimi cũng lại gần chọc má làm quen cô ấy lúc nào cũng giả vờ ngơ ngác nhưng luôn đến cứu Hanabi tập 8 mở đầu tập phim là cảnh một trận đấu bóng rổ mà đội của Mimimi đã bại trận trước đội Hinami trong quá khứ Trật tình giấc đang là trời vào buổi tối nhưng Mimimi vẫn gắng sức ra ngoài trời tập chạy hậu quả là đến lớp mệt mỏi mà ngủ quên trong giờ. Trong thư viện, Fuka cũng có để ý tới chuyện này khi trò chuyện cùng Tomozaki, vì cô thường phải tự tưởng tượng ra tất cả cảm xúc của mọi người để viết tiểu thuyết. Mimimi hôm nay lại cố qua sức nữa nhưng Tomozaki và Hanabi đều không biết phải ngăn lại như thế nào. Cho đến khi hai bạn kia về trước cậu mới lên tiếng hỏi về chuyện này, Mimimi cũng thấy khổ sở đến mức rất muốn bỏ cuộc nhưng nếu bây giờ bỏ cuộc sẽ còn cảm thấy khổ sở hơn cũng hiểu được cảm giác không thể dừng giữa chừng và chấp nhận thua nên cậu chỉ biết nói lời cố gắng lên. Hôm sau Mimi Mi lại tới luyện tập từ rất sớm, nhớ lại về trận thua năm xưa cô không hiểu sao đồng đội vẫn có thể tươi tỉnh cười sau khi thất bại được. Họ đều biết Mimi Mi, Mi đã cố gắng dẫn dắt đội nhiều đến mức nào nhưng vào được đến giải này là mừng lắm rồi. Đối với mấy bạn kết quả như này là đủ rồi mà có vẻ cô lại nghĩ khác, mải suy nghĩ đến nỗi suýt thì vấp ngã. Hinami nhận thấy cứ như này Mimimi sẽ đến giới hạn mất chắc chắn về nhà nhỏ cũng luôn luyện tập mà ngủ không đủ giấc. Cô mới kể cho Tomozaki biết về trận bóng rổ giải cấp tỉnh hồi sơ chung là lý do khiến cô ấy cố quá. Cậu liền hỏi thử cô bé năm nhất trước đây từng chung câu lạc bộ hồi cấp 2 với Mimimi thì biết khi ấy nhỏ là người rất tuyệt vời. Nói là trận đấu đội chứ thực chất phần lớn là Mimimi gánh tim hết nhưng chỉ bại trận mỗi dưới tay Hinami. Chiều hôm sau trời có mưa rất to chợt thấy bóng dáng người đang chạy dưới sân tô Mozaki và Hanabi tá hỏa nghĩ đó là Mimimi. Mi, Mi. Nhưng không phải đó chỉ là Hinami đang đội mưa tập luyện thôi còn Mimimi Mi, Mi vẫn tự biết lượng sức mình mà đứng nhìn một góc. Hôm sau Hanabi hỏi bạn có nghỉ ngơi đủ không thì cô vẫn cười đùa tỏ vẻ rất ổn. Và thật bất ngờ hôm nay Mimimi Mi, Mi lại chọn cách đi về thay vì ở lại luyện tập khiến nam chính lo lắng đuổi theo. Cậu đã kể lại mình có nghe hết về chuyện giải đấu bóng rổ của cô từ đàn em lớp dưới kia. Đến nước này cũng không giấu nữa Mimi Mimi nói từ sau lần đó cô đã một mình đến xem Hinami thi đấu giải toàn quốc. Đội của cô ấy giành vị trí thứ hai hạng á quân, cả đội đều chúc mừng nhau nhưng riêng Hinami là nhìn chằm chằm vào nhà vô địch. Khoảnh khắc công bố nhà vô địch cô ấy đã khóc như mưa nghĩa là Hinami chỉ luôn nhắm đến giải nhất. Vào lúc đó Mimi Mimi đã quyết định thay đổi để hòa hợp với mọi người và càng muốn trở nên đặc biệt như Hinami, cho đến khi trùng hợp học trung cấp 3 với nhau cô ấy đã bắt chuyện muốn tám cùng nhau về cái giải cấp tỉnh hồi sơ chung Hinami có nhận xét chắc hẳn bạn cũng đã tập luyện rất chăm chỉ và mong hai người được chung đội. Nên Mimimi rất ngưỡng mộ cô ấy và đồng thời cũng là đối thủ không muốn thua rồi cả hai thành bạn cùng tham gia câu lạc bộ Điền Kinh. Tomoya khi động viên bạn không cần phải đứng thứ nhất vì trong mắt cậu Mimimi đã là tỏa sáng nhất rồi. Nhưng rất tức những lời cậu nói không thể chạm đến tim cô. Sáng hôm sau cô ấy cũng không đến tập luyện từ sớm nữa mà thay vào đó là gửi đơn xin rút khỏi câu lạc bộ. Không thể chấp nhận chuyện này tan học Tomojaki rủ cả Hanabi và Mimimi về chung để nói chuyện rõ ràng. Hanabi hỏi bạn ghét Hinami hả nhưng không hề có chuyện đó. Mimimi vẫn rất tôn trọng cô ấy một người luôn quan tâm đến mình. Miệng vừa nói không thể ghét Hinami được nhưng nước mắt cứ dần dần tuôn ra. Đáng ra cô phải thích bạn ấy vậy mà lại bị đánh bại cả trong thể thao lẫn học tập nên từ khi nào đã trở nên ghen tị. Mimimi muốn Hinami biến mất để khỏi làm cản trở phá hoại mình thêm nữa rồi lại thấy bản thân thật tồi tệ khi có những suy nghĩ đó nên cô đã chọn giải pháp rời câu lạc bộ để quên đi. Dù luyện tập cùng nhau nhưng lúc nào trong đầu cũng có ý nghĩ sao cô ấy không chịu dừng lại để nhường mình. Lập tức Hanabi lại gần liếm tai cho Phát rồi xoa đầu hỏi bạn muốn vị trí số 1 đến thế sao. Mimi luôn là anh hùng đối với cô lúc nào cũng mỉm cười nói ổn rồi lại cố qua sức. Thế nên cô đã là kẻ ngốc số một thế giới trong lòng Hanabi rồi. Nhỏ đã thay đổi tâm trạng liền liếm tay rồi ôm bạn vào người mà hít mùi cổ. Và thế là sau khi xin lỗi mọi người cô đã xin quay trở lại câu lạc bộ Đình Kinh với dòng cảm xúc đã được dịu nhẹ đi. Kỳ nghỉ hè sắp bắt đầu, Izumi đã tặng món quà sinh nhật mà hôm trước mấy đứa đi lựa cho Nakamura. Và nhiệm vụ hôm nay của Tomozaki là phải tặng quà cho cậu ấy cũng như phải nói chuyện với nhau hơn 3 phút. Quà thi đã chuẩn bị cậu có hơi lúng túng khi đưa cho bạn. Đó là một chiếc điều khiển rất quan trọng để chơi game cũng may cậu ta có nhận. Cô nghĩ ra chủ đề gì có thể câu kéo cuộc trò chuyện dài 3 phút Tomozaki đã nhắc về vụ tin đồn hẹn hò giữa Hinami và Takahiro. Chỉ vì cái câu nói đó mà lát sau ra quán nước mấy đứa nó cười bỏ. Mimi muốn người trong tin đồn giải thích rõ ràng thì Hinami đáp không phải vậy thế là giải quyết xong chuyện. Còn lúc này để xin lỗi vì đã gây ra nhiều chuyện Mimi có mua quà bằng chứng tình bạn tặng cho ba người. Tomozaki vẫn chưa hiểu cái của nợ này dễ thương ở điểm nào mà mấy con nhỏ đều mê mệt, mệt nó hết. Tập 9 Ngày hẹn hôm nay Tomozaki lại chọn một bộ thảm hại chỉ vì không có đồ mùa hè. Mục tiêu hiện tại của cậu vào kỳ nghỉ hè này là phải đi xem phim rồi tiến tới hẹn hò với Fuka. Dần dần cô sẽ đặt thêm cho nhiều mục tiêu khác từ giờ đến hết kỳ nghỉ hè. Còn lúc này hai người sẽ giả làm người yêu tập luyện hẹn hò để cậu làm quen với chuyện này. Hinami đã gửi thông tin những nơi hai đứa hôm nay sẽ đi và dựa vào nó cậu phải lên kế hoạch dẫn dắt mình. Bắt đầu từ cửa hàng quần áo Hinami gợi ý cho bạn một vài bộ thấy cậu không có ba lô để chứa nhiều đồ nên cô tặng luôn một cái của mình chỉ vì nó đã sờn chút xíu không thích xài nữa tomozaki vẫn còn ngại không dám nhận thì hinami nhờ cậu mua cho mình một cái huy hiệu coi như là đổi với cái ba lô tomozaki hiểu cô ấy làm như vậy để mình không cảm thấy nợ nần gì nhỏ con nói sẽ giữ kín món đồ cậu tặng làm thánh của chúng ta hơi bối bố rối nơi tiếp theo cậu muốn dẫn đến đó là trung tâm chơi game tech farm và hinami vẫn chưa thể thắng được một trận nào Tiếp theo là phải gửi lời mời kết bạn cho Fuka rồi dẫn dắt tới chuyện rủ đi xem phim vào kỳ nghỉ hè. Hinami nhắc bạn ấy thường trả lời chậm có lẽ trong ngày hôm nay mới nhắn lại nhưng vừa dứt lời đã thấy tin nhắn gửi tới rồi. Có vẻ Fuka cũng muốn đi xem phim với Tomozaki lắm chưa gì đã liệt kê ra những ngày rảnh. Chưa hết Hinami còn thông báo cậu sẽ phải tham gia một bữa tiệc BBQ 2 ngày một đêm với mình và năm bạn nữa. Kế hoạch chính của bữa tiệc này là đưa Izumi và Nakamura đến với nhau trong khi cậu cũng sẽ có cơ hội kết bạn thêm. Tất nhiên việc này Hinami không muốn ép nhưng Tomozaki đã quyết định đồng ý. Thay vì chỉ nghe theo mọi người và sẽ toàn bị trêu chọc thì nhiệm vụ của cậu là phải trêu chọc Takahiro ba lần. Ngày hẹn để bàn về kế hoạch đi chơi đã đến nhưng chưa gì Tomozaki đã bị cậu ta trêu một câu rồi. Mà tự nhiên bà của Mimimi sang nhà nên cả bọn phải tụ tập qua chỗ khác thì Hinami đề nghị ngay qua nhà Tomozaki ở gần đây. Vừa thấy toàn người nổi tiếng tới nhà mình làm con em gái của Nam chính ngạc nhiên không ngớt còn chạy vội và báo mẹ anh trai dẫn bạn qua. Vào phòng là Mimi mi lục lọi ngay xem cậu giấu mấy đĩa phim đen ở đâu nhưng chỉ toàn mấy cái điều khiển chơi game. Mẹ Tomojaki đã mua bánh kem đem lên đãi khách còn lúc này cả bọn đang tính cách làm sao để Nakamura và Izumi sát lại gần nhau. Tomojaki thì vẫn cố đợi như lúc Takahiro nói một câu gì đó, cậu sẽ tìm cách phản bác lại ngay để hoàn thành nhiệm vụ trêu chọc cậu ta. Năm sau là cả bọn đã phải thi nên không còn nhiều thời gian nữa cần giúp hai bạn ấy được ghép đôi nhanh nhất có thể. Giờ thì Tomozaki mới tin họ thực sự có ý muốn giúp Nakahiro và Izumi đến với nhau. Thấy Tomozaki mới chỉ dùng một chút của lọ keo vốt do chưa quen cách dùng và quả thật nhìn rất tệ. Takahiro phải hướng dẫn làm giúp bạn rồi nam chính sẽ chụp ảnh đầu mình lại để lần sau học theo, cho đến khi tạm biệt ra về đứa em gái còn tươi tỉnh ra chào anh chị. Đã đến ngày hẹn đi xem phim với Fuka nhìn từ xa cô ấy trông rất vui đến khi lại gần thì nhỏ nhẹ xin lỗi cậu vì đã tới trễ. Trên đường đi Tomozaki bắt chuyện hỏi một hai câu, khi vừa đến dạp phim thì Fuka không thể giấu được sự hào hứng muốn xem lắm rồi nhưng ngay sau đó lại thấy xấu hổ. Kết thúc bộ phim là đi ăn uống và trò chuyện về nó, tiếp đó cậu hỏi Lan Man sang nhiều chủ đề xung quanh việc đọc sách và món ăn ở đây. Đến mức mà Fuka cũng thấy thật kỳ lạ khi Tomozaki lúc thì tự nhiên nói chuyện nhiều hẳn lên xong lại tự nhiên khó nói chuyện. Vậy mà nãy giờ cứ tự tin về kỹ năng hội thoại đã tiến bộ nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một nhân vật yếu đuối. Lên tàu trở về Fuka xin lỗi vì lúc nãy đã nói ra câu đó nhưng thật ra ý cô không phải vậy. Chỉ là do bản thân vốn luôn khó nói chuyện với các bạn trai nhưng riêng Tomozaki lại khác cậu vô cùng dễ để trò chuyện, nên câu nói của cô lúc nãy không phải mang ý nghĩa xấu mà là theo hướng tốt và muốn lần sau lại được đi chơi với nhau. Sau khi nghe kể lại mọi chuyện Hinami tiếp tục gợi ý Tomojaki rủ bạn ấy đi xem hội pháo hoa. Và vẫn rất nhanh chóng Fuka đã đáp lại đồng ý đi ngắm pháo hoa cùng nhau nhưng trước đó cậu phải trải qua hai ngày một đêm tại bữa tiệc BBQ đã. Tập 10 Cuối cùng chạy hè dành cho những con người phởn đời đã bắt đầu. Đương nhiên Nakamura và Izumi được xếp ngồi cạnh nhau trên tàu. Nhiệm vụ của Tomozaki hôm nay là phải trêu chọc hoặc phản bác ý kiến của Nakamura ba lần. Ngoài ra cần tranh thủ làm thân với Takahiro vì sẽ rất có lợi thế khi cậu ấy cùng phe. Kết thúc chuyến tàu cả nhóm đi dạo ngắm một vòng rồi Hinami bắt đầu phân chia việc cắm trại. Irumi và Nakamura chuẩn bị nguyên liệu. Tomozaki với Hinami sẽ nhóm lửa và ba người còn lại đảm nhận việc sắp xếp bàn ăn dựng lều. Ngoài bốn người cùng đi mua quả hôm nọ đã bàn về chuyện muốn giúp Irumi và Nakamura đến với nhau, thì thanh niên áo hồng Take được cho là vô tích sự trì háu ăn nên không biết gì về kế hoạch của họ. Bảy người cùng thưởng thức bữa tiệc nướng thơm ngon với nhau Tomozaki nhận thấy khung cảnh này thật sự khá vui. Ăn uống nghỉ ngơi xong là đến giờ xuống dưới sông vầy nước. Tình hình có vẻ tiến triển khá tốt khi Nakamura đã chịu bỏ cái bộ mặt lạnh lùng cả ngày nay để vui đùa với Izumi. Bất ngờ từ đâu ra thanh niên Take ngáo ngơ bắt được một con cua hù dọa làm Izumi giật mình ngã, nhưng lại tình cờ đến bất ngờ khi Nakamura kịp đỡ lấy bạn và được cô cảm ơn. Về căn nhà gỗ trong khu rừng nghỉ ngơi Takahiro hỏi về chuyện với đàn chị trước đây từng từ chối cậu như nào rồi. Nakamura mới kể chị ta đã có bạn trai nhưng đến giờ vẫn còn giữ liên lạc với mình. Muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao Tomozaki cố tình xen vào trêu chọc một câu làm hai thanh niên kia cười sặc sụa. Mỗi tội gã Nakamura này quá đáng sợ trêu cậu ta chút thôi mà Tomozaki cũng phải rén ngang. Mà cậu ta còn tiết lộ gần đây cũng bắt đầu có tình cảm với một nhỏ khác rồi. Nhỏ ấy rất hay tới xin cậu lời khuyên về tình cảm như có người tớ thích nhưng cậu ta không nhận ra. Tranh thủ lúc Nakamura và Take đang vật tay Tomozaki với Takahiro mới nhắn tin báo cho bên nữ về chuyện vừa rồi. Bên đó cũng báo Izumi đã nói với Nakamura mình có người trong mộng thế hóa ra cả hai đứa đều thích nhau rồi. Sau đó hội con trai đã tụ tập với con gái ngồi đánh bài Tomozaki lại tranh thủ chọc gẹo Nakamura một câu nữa. Mà Nakamura mới kể chuyện Takahiro dạo này đang tán tỉnh em nào ở trường khác thì cậu ta thừa nhận đúng là đang có hẹn hò. Trong khi đi vệ sinh cùng nhau Tomozaki tò mò hỏi thêm về chuyện ấy và thật sự ngưỡng mộ khi bạn có thể hẹn hò với cả con gái trường khác. Takahiro mời cô ấy đi chơi nhưng không hẳn là thích người ta cơ mà lại vẫn hẹn hò làm Tomozaki muốn lưu cái đầu. Tối đó hai bên chơi nhau ra đi tắm nước nóng đám con trai rất bất ngờ trước kích cỡ khủng của Tomozaki mà chưa chọc cậu. Đã thế nhân cơ hội này cậu chiêu lại luôn của Nakamura nhỏ thế vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ đủ ba lần. Trời tối là lúc thực hiện thử thách lòng can đảm Yumi cực kỳ sợ ma được xếp đi chung với Nakamura thì lạnh lùng. Tomoya khi đi chung với Hinami nhân cơ hội này cô sẽ huấn luyện thêm nhỏ giả vờ hét toáng lên vì sợ. Những lúc như này cậu phải tỏ ra đáng tin cậy trước một cô gái yêu đuối cơ mà Hinami có hơi dí sát người quá. Nhỏ còn vuốt ve người rồi bất thình lình lao ra ôm từ sau lưng làm thánh của chúng ta đỡ không nổi. Hinami ôm lấy tay Tomozaki mà tiến vào trong rừng với một vẻ mặt bất mãn đang khoái trí trêu chọc bạn. Đã vậy cậu trả thù bằng cách giẫm mạnh chân làm con ve dưới đất bay lên đột ngột hù cho nhỏ giật mình. Giờ thì Hinami hết hồn thật cô không thể đứng dậy được cần có cậu đỡ nhưng đột nhiên nhỏ lại tiến sát vào gần mặt như thể sắp hôn, làm thánh của chúng ta giật mình lùi người lại thế là bị Hinami trêu gẹo nữa rồi đã hoàn thành thử thách can đảm mọi người tụ tập lại nhìn là biết nakamura và izumi chưa tỏ tình với nhau nhưng họ đã có một cuộc hẹn đi chơi riêng nghĩa là cũng tiến triển rất lớn rồi đêm đó hinami bí mật gọi tomozaki ra nói chuyện riêng để tổng hợp lại những nhiệm vụ cậu đã hoàn thành trong ngày đúng lúc có người tiến đến gần làm tomozaki giật mình trốn đi ngay takahiro thắc mắc tưởng hinami đang ở cùng tomozaki rồi ngồi xuống nói chuyện với cô Hai người nói về mối quan hệ giữa Nakamura và Izumi đã giúp đến tận vậy rồi mà chỉ có hẹn nhau đi chơi riêng đúng thật quá kém, nhưng mọi người ai cũng đều có lối sống rất thật và chân thành, như hai người họ dù có cảm xúc dành cho nhau mà vẫn tự ý thức chưa nên tiến xa thêm. Hai Tomozaki cũng vậy luôn, làm những thứ mình muốn và suy nghĩ về cảm xúc bản thân, chẳng bù cho cậu sống không có chút nghiêm túc nào giống như thể chỉ đang diễn vai bản thân thôi vậy. Và câu nói của Takahiro khiến Tomozaki ngạc nhiên nhất là Hinami cũng giống vậy. Cô đành thừa nhận luôn được mọi người kỳ vọng và coi là hoàn hảo nó đã vô thức giết chết con người thật bên trong mình. Hinami chỉ luôn diễn vai mà mọi người muốn nhưng đây là điều bí mật không để cho ai khác biết. Thông thường khi bên cạnh các bạn gái, Takahiro luôn đóng vai là người đàn ông lý tưởng tìm hiểu cảm xúc của họ và đưa tay cuốn lấy họ. Vậy mà lúc này cậu đang mở lòng thì Hinami vẫn còn diễn quả nhiên không thể sánh bằng cô được. Còn lúc này Takahiro mới nói thêm một điều nữa cậu thích Hinami và một ngày nào đó muốn được biết cảm xúc thật sự của cô. Mặc dù hai đứa đã tiến xa tới vậy nhưng Hinami vẫn chẳng mở lòng nên cậu biết để được hẹn hò với cô rất khó. Tóm lại, Takahiro thích Hinami rất nhiều và dù có khó nhằn đến đâu thì cậu cũng sẽ không bỏ cuộc. Tomojaki cảm thấy có lỗi khi cứ đứng nghe lén nên cậu đã tự lộ diện xin lỗi bạn. Vậy là sau chuyến đi Takahiro đã vứt bỏ lớp mặt nạ và đối mặt với toàn bộ cảm xúc thật còn Hinami thì vẫn tiếp tục diễn kịch trong một lớp mặt nạ hoàn hảo. Trở về sau chuyến dã ngoại hôm sau đã là ngày Tomozaki phải đi xem pháo hoa và có nhiệm vụ tỏ tình với Fuka. Trên đường đi cậu kể về chuyến dã ngoại của mình dù không quen đi chơi đông người nhưng nó vui hơn từng nghĩ. Hai người đứng cạnh bên nhau cùng ngắm từng màn pháo hoa được bắn lên sáng rực bầu trời. Không như hôm trước phải chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ để nói mà hôm nay chủ yếu dành ra những khoảng lặng để lắng nghe nhau. Tomozaki hỏi lại mình có còn thi thoảng bị khó nói chuyện như hôm trước không thì Fuka đáp hôm nay cậu rất dễ bắt chuyện. Nghĩ đến nhiệm vụ được giao là tỏ tình với cô ấy Tomozaki đã gọi tên nhưng rồi lại thôi. Sau đó đã kể lại chuyện này với Hinami và giải thích lý do không tỏ tình không phải vì không thể mà chỉ là vì không muốn nói. Buổi đi chơi hôm nay cậu không hề dùng những câu học thuộc từ trước mà toàn bộ là những gì nghĩ ra trong đầu. Vì vậy mà cuộc nói chuyện bị trùng xuống và có khoảng cách lớn giữa các chủ đề không được chân chu. Thế nhưng Fuka lại nhận xét hôm nay cậu dễ nói chuyện hơn hẳn. Hinami gợi ý nếu vậy khi nói chuyện với cô ấy chỉ cần dùng bằng cả trái tim sẽ khôn ngoan hơn. Nhưng Tomojaki không muốn chuyện này tiếp diễn nữa vấn đề cần thiết nhất là cậu có thực sự thích Fuka không chứ không phải hẹn hò một cách tùy tiện. Hinami lại cho rằng đó là hành vi yếu đuối đừng để những thứ vô nghĩa ấy làm bản thân sao nhã. Nhưng Tomojaki vẫn quả quyết nó không hề vô nghĩa mà mình sẽ phải tìm ra thứ thực sự muốn. Thế là Hinami đòi lấy lại ba lô rồi trả cậu cái huy hiệu coi như Tomojaki đã từ bỏ cuộc chơi. Tập 12 Trong lúc chơi game Tomozaki cứ mãi nghĩ về hình bóng Hinami rời đi hôm trước khiến cậu không nghe thấy con em gái đang gõ cửa. Nhỏ cứ nghĩ anh đã thay đổi tốt đẹp hơn rồi vậy mà giờ lại trở về con người như xưa. Con bé còn nhận ra đã hai ngày nay anh chưa cầm điện thoại lên liên lạc với gái. Cho đến khi sờ vào máy Tomozaki mới giật mình trả lời tin nhắn của Fuka rủ cùng đi mua sách. Chuyện mời một bạn con trai là không hề dễ dàng đối với Fuka vậy mà cậu lại không thèm đọc tin nhắn cảm thấy rất có lỗi vào ngày hẹn gặp nhau tomozaki còn không mặc quần áo được hinami chọn và sử dụng hết những gì chân thành nhất mà mình có tuy cuộc nói chuyện chắc chắn sẽ ngắt quãng và khó xử nhưng nó đem lại thứ cảm giác liên kết bằng cảm xúc thật cuối cùng cũng được cầm trên tay tác phẩm mới nhất của tác giả mình yêu thích fuka lộ rõ vẻ vui sướng đứng trong nhà vệ sinh đối diện với bộ mặt thật không keo vuốt tóc không quần áo biểu cảm và vóc dáng đây lại là tomozaki yếu đuối nhàm chán và không trưởng thành mà trước kia cậu từng rất ghê tởm nghĩ lại thì dù có nói những việc mà hinami đem lại chẳng có ý nghĩa gì nhưng cậu đã thật sự vui khi được hoàn thành từng nhiệm vụ mà cô ấy đề ra tomojaki đã kể hết với fuka về chuyện gần đây có một người dạy cho mình mọi thứ về giao tiếp hay các chủ đề trò chuyện cũng như việc bị cô nhận xét là khó nói chuyện khi nghe theo hướng dẫn của người đó còn khi tự nói ra những gì mình nghĩ thì ngược lại cậu thắc mắc liệu mình có nên tiếp tục nỗ lực để nâng cao kỹ năng hay cứ sống thật với bản thân Fuka đáp lý do dễ nói chuyện với cậu là vì cô có thể hình dung ra câu chuyện trong đầu giống như đang đọc một cuốn tiểu thuyết vậy. Tomojaki truyền những cảm xúc chân thành nhất đến đầu cô nên mới dễ nói chuyện chứ không phải những lần cậu cố ghi nhớ chủ đề rất khó đoán. Nhưng từ khi gặp gỡ và trò chuyện với nhau thế giới trong mắt cô từ hai màu đen trắng đã dần trở nên đầy màu sắc hơn. Từ bé đến giờ Fuka chưa từng nghĩ có ngày mình lại thay đổi được cách nhìn nhận về thế giới tất cả là nhờ Tomojaki. Tối đó về nhà cậu muốn hẹn đi nói chuyện riêng với Hinami nhưng cô ấy không còn gì muốn nói với cậu nữa cả. Tomojaki phải lấy cớ là trả lại chiếc ba lô thì hôm sau Hinami mới chịu đến gặp nhau. Cậu bắt đầu tâm sự hết lòng mình về sở thích chơi game và cuộc sống mỗi ngày chỉ toàn màu đen trắng. Nhưng Hinami đã đến tô thêm màu sắc phong cảnh vào trò chơi cuộc đời khiến cậu trở nên muốn tham gia vào trò chơi này. Cô đáp Tomojaki chỉ đang chìm đắm vào sự ảo tưởng bản thân chứ chẳng bao giờ tồn tại thứ gọi là điều muốn làm nhưng cậu đã có thể tự tin đáp trả lại bằng cách lôi dẫn chứng là việc chơi tech farm số một server lý do hinami không bao giờ thắng nổi là vì cậu biết rõ thứ mình thực sự muốn còn cô thì không nghe đến đây hinami đành tạm chấp nhận một nửa điều cậu nói là đúng nhưng sẽ chờ đến khi cậu có thể chứng minh nó đúng một cách hoàn toàn còn bây giờ tomojaki sẽ tiếp tục chinh phục trò chơi cuộc đời và quán ăn cậu đã trả lại cho bạn cả cái ba lô cũng như huy hiệu coi như đó là lời cảm ơn vì đã tô điểm thế giới giúp mình còn nhiệm vụ tiếp theo mà Hinami đặt ra cho cậu đó là làm việc bán thời gian, mà thật trùng hợp khi nơi đến phỏng vấn lại trùng với chỗ làm thêm của Takahiro nhưng thật ra cô ấy đã tính cả rồi. Về phía Irumi thì đang nhờ các bạn giúp mình lựa một bộ đồ để đi hẹn hò với Nakamura, đến khi hỏi thử ý kiến Tomozaki thì thánh của chúng ta lúng túng bộ nào cũng được hết. Trở về nhà sau chuyến đi shopping Tomozaki tặng em gái một con thú bông thì em nó lộ rõ cái vẻ mặt yếu xìu. Nhưng khi nghe tin chị Mimi rất thích con này là quay ngoắt 180 độ khen lấy khen để Fuka thì vẫn tiếp tục viết tiểu thuyết và muốn Tomozaki sẽ đọc thử nó. Tập OVA 1 Tại quán làm thêm Fuka được rất nhiều khách hàng để ý vì vẻ siêu dễ thương lại còn tốt bụng và ngay cả nhân viên khác cũng quý cô bé. Nhưng rất bất ngờ khi hôm nay Tomozaki và hội những người bạn phần đời lại ghé qua làm cô xấu hổ không dám ra mặt. Nghe kể chuyện xong làm bác chủ tiệm phải nhận xét con bé này nhút nhát ghê, nhưng khi nghe suy đoán có thể do có người Fuka thích trong số đó thì giật mình đổi thái độ. Inumi đã tâm sự với các bạn về chuyến đi chơi riêng của mình và Nakamura. Cậu ấy đã mua cái như đầu cặp đôi rồi còn ngồi chung vòng đu quay nhưng rất tiếc vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Cô lo lắng không lẽ cậu ta chẳng có hứng thú với mình, nhưng Hinami lại nghĩ có lẽ do Nakamura thật lòng thích Izumi nên mới không muốn làm cô tổn thương thôi. Giờ thì chúng nó lại quay sang tò mò hỏi về người thương của Takahiro làm Tomozaki giật nảy mình. Cậu ta vừa nhìn vừa miêu tả về các đặc điểm của Hinami nhưng nhỏ vẫn giả bộ diễn vẻ ngạc nhiên rất trôi chảy. Trải qua buổi ăn uống hôm nay thanh niên Takke ngáo ngơ cũng muốn được yêu ghê. Fuka cũng đã kết thúc ca làm việc và trở về nhà cô thầm nghĩ về việc mình đã lẩn trốn nhóm bạn hôm nay. Rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn của Tomozaki nói trưa nay có thấy cô thấp thoáng ở chỗ làm. Chỉ cần được cậu ấy nhận ra như vậy cũng đủ khiến Fuka vui lắm. Tập OVA 2 kể về hồi lần đầu MiMiMi gặp Hanabi và Hinami vào năm nhất. Trong khi vui vẻ trò chuyện với đám bạn thì MiMiMi không thể rời mắt khỏi người bạn cô đơn nơi góc lớp nên đã đi xin ý kiến Hinami. Nghe theo lời khuyên mà ngày nào cô cũng lại gần làm phiền bằng cách chọc má xoa đầu với lý do trông bạn giống sinh vật bé nhỏ dĩ thương. Cũng như vậy mà Hanabi đã có thể dần trò chuyện với bạn bè trong buổi ăn cơm chưa cùng nhau. Chiều hôm đó Hinami lại gần làm quen và kể hết về việc Mimimi cố tình làm những việc đó vì muốn giúp bạn hòa nhập với lớp. Tất nhiên đây chỉ là chuyện bí mật giữa hai đứa biết. Sắp tới là lễ hội pháo hoa Mimimi muốn rủ cả Hinami và Hanabi đi chung để hai người làm quen nhau mà đâu biết họ đã bí mật trò chuyện rồi. Ngày hội đã tới hai đứa giả bộ lần đầu gặp nhau rồi cả ba cùng đi dạo và ăn uống. Cho đến khi pháo hoa bắt đầu bắn mi 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 đã dẫn hai bạn tới địa điểm bí mật vừa yên tĩnh mà ngắm lại rất đẹp. Vậy là đã hết anime rồi các bạn đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Còn phim có ra mùa 2 không thì mình chịu không biết.